Chào tất cả các bạn. Hẳn các bạn cũng biết Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới và khí hậu thì lại rất là thích hợp cho các loại ký sinh trùng như là ve dận, bọ chét và ruồi muỗi phát triển. Và các loại ký sinh trùng đường máu ở trên thú cưng thì hầu hết đều được lây truyền qua các sinh vật này. Ký sinh trùng đường máu còn được gọi với cái tên là cái chết thầm lặng của thú cưng vì hầu hết các triệu chứng của bệnh thì đều không rõ ràng và bệnh cũng rất khó để chẩn đoán. Và rất nhiều các bạn thú cưng bị tử vong bởi ký sinh trùng đường máu mà không kịp điều trị hay thậm chí là không được phát hiện. Chính vì vậy, ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn ký sinh trùng đường máu là gì, bệnh ký sinh trùng đường máu phổ biến nhất ở thú cưng tại Việt Nam, và cũng như là triệu chứng của thú cưng khi mắc phải căn bệnh này, và cách tốt nhất để bảo vệ thú cưng không bị mắc ký sinh trùng đường máu. Mình là bác sĩ Trung, giám đốc bệnh viện thú y Eravet, và mình tin rằng video ngày hôm nay sẽ hữu ích cho các bạn. Và bây giờ thì mình vào nội dung của video nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu bệnh ký sinh trùng máu là gì, và cũng như là bệnh ký sinh trùng máu mà mình muốn đề cập đến đầu tiên trong các video về ký sinh trùng máu. Ký sinh trùng máu là loại ký sinh trùng mà ký sinh ở trong dòng máu hoặc là các tế bào máu của ký chủ như là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Có rất là nhiều các loại ký sinh trùng máu khác nhau, và mỗi loại thì lại có một cách lây truyền khác nhau cũng từ các loại sinh vật khác nhau. Ví dụ như là có loài thì lây truyền qua ve, có loài thì lây truyền qua ruồi, bọ chét hoặc là muỗi. Và có rất là nhiều các loại ký sinh trùng máu như là Babesia này, Anaplasma, là Echinid hoặc Hepatozoon. Và với mỗi loại ký sinh trùng máu đấy thì thú cưng lại có các triệu chứng khác nhau và mức độ nguy hiểm của các bệnh cũng khác nhau. Bệnh ký sinh trùng đường máu đầu tiên mà mình muốn đề cập đến ngày hôm nay đó chính là Erythrea canis, hay còn được gọi với cái tên là Echinid. Vì sao mình chọn bệnh này? Vì đây là căn bệnh mà chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong số tất cả các bệnh ký sinh trùng máu ở trên thú cưng tại Việt Nam. Và đây cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Thú cưng có thể sẽ bị tử vong nếu như các bạn phát hiện muộn và điều trị không kịp thời hoặc là điều trị không đúng hướng. Vậy thú cưng bị mắc Echinid như thế nào? Echinid thâm nhập vào cơ thể của các bạn thú cưng qua vết cắn của vé nâu. Và khi mà Echinid thâm nhập vào cơ thể thì chúng sẽ ký sinh vào trong tế bào bạch cầu đơn nhân và sẽ nhân lên một cách rất là nhanh và tiếp tục thâm nhập vào các tế bào ở lân cận. Và hiện tại thì là chưa có một nghiên cứu nào có thể xác định được rằng thú cưng bị ve nâu cắn trong thời gian bao lâu thì mới mắc Echinid. Tuy nhiên là các bạn cần phải nhớ giúp mình rằng ấy, thì là ve không những gây truyền bệnh Echinid mà nó còn là loại sinh vật mà lây truyền rất là nhiều các bệnh ký sinh trùng máu khác, ví dụ như là Babesia hay Anaplasma. Chính vì vậy là cách tốt nhất để bảo vệ thú cưng đó là không để thú cưng bị các loại ký sinh trùng tấn công. Và với cách nào thì mình sẽ trao đổi cụ thể ở cuối video. Và bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu những triệu chứng mà thú cưng sẽ mắc phải khi bị nhiễm Echinid nhé. Hầu hết những bạn thú cưng bị mắc Echinid thì bệnh đều diễn ra ở hai thể, đó là thể cấp tính và thể mãn tính. Ở mỗi thể thì các triệu chứng có thể sẽ có dấu hiệu khác nhau, cũng như là cái mức độ của các triệu chứng cũng khác nhau. Ở thể cấp tính thì lúc này thì bệnh nó sẽ xảy ra khi mà các bạn thú cưng bắt đầu bị lây nhiễm bệnh từ ve sau khoảng tầm 2 đến 4 tuần. Và những bạn thú cưng này có dấu hiệu đầu tiên đó là ủ rũ, bỏ ăn, mệt mỏi và sốt cao. Một số bạn thì sẽ bị sụt cân nhẹ. Và lúc này ấy, thì tiểu cầu ở trong cơ thể sẽ bị sụt giảm một cách nghiêm trọng. Và tiểu cầu thì các bạn nên biết rằng nó có tác dụng giúp cơ thể có làm đông máu. Nhưng nếu như mà cơ thể bị thiếu tiểu cầu một cách nghiêm trọng thì bất cứ lúc nào thú cưng cũng có thể bị xuất huyết. Và biểu hiện của xuất huyết đó là xuất huyết dưới da. Và những bạn bị xuất huyết dưới da thì các bạn có thể sẽ tìm thấy những cái đốm đỏ ở những vùng da mỏng, ví dụ như là da bụng và da đùi chẳng hạn. Hoặc là có những đốm đỏ đấy cũng có thể sẽ bị tập trung lại với nhau và trở thành những nốt bầm tím. Và một số bạn thì sẽ có dấu hiệu như là chảy máu mũi mà không rõ nguyên nhân. Có một số bạn khác thì là bị xuất huyết ở bàng quang và bể thận, dẫn đến là có những cái triệu chứng đó là tiểu ra máu. Và có một số ít các bạn khác thì lại có cái biểu hiện đó là bị viêm kết mạc và viêm màng bồ đào. Có một tỷ lệ nhỏ những cái bạn mà ở những trường hợp cấp tính do viêm màng não thì những bạn đấy sẽ có cái biểu hiện về triệu chứng thần kinh, ví dụ như là đi lại khó khăn, bị co giật hoặc là bị rung giật nhãn cầu. Với bệnh ở giai đoạn cấp tính thì thường thường nó sẽ xảy ra khi thú cưng đã bị nhiễm bệnh từ 6 tháng đến 1 năm. Ở giai đoạn đầu thì thú cưng sẽ biểu hiện hoàn toàn bình thường, không có bất cứ một triệu chứng gì.
Nếu như có thì chỉ thỉnh thoảng có những cái đợt sốt nhẹ, hoặc là bạn thú cưng đó có thể là sẽ có những cái ngày bị mệt mỏi một cách là không rõ rệt, nhưng mà sau đó thì các bạn lại hoạt động hoàn toàn bình thường trở lại. Và bệnh nó sẽ diễn ra một cách âm ỉ và chậm rãi như thế trong rất là nhiều tháng, cho đến khi mà số lượng mầm bệnh trong cơ thể đã rất là nhiều rồi, lúc đấy thì mới bệnh mới bùng phát. Và khi này thì các bạn thú cưng đã bị thiếu máu, thiếu tiểu cầu một cách nghiêm trọng, và một số bạn thì có thể nó sẽ kèm theo bị suy gan và viêm cầu thận nữa. Và mình đã từng gặp những bạn bị thiếu tiểu cầu đến mức mà các bạn ấy bị chảy máu mũi, không thể cầm được và mất máu quá là nhiều và chết do mất máu trước cả khi kịp thời đến bệnh viện. Và những bạn thú cưng mà có biểu hiện như bị xuất huyết dưới da này, hay là xuất huyết võng mạc và bị tiểu ra máu ấy, thì những cái triệu chứng này nó cũng sẽ trầm trọng hơn so với những bạn thú cưng ở giai đoạn cấp tính. Cũng có một số ít các bạn thì là sẽ có cái biểu hiện là bị sụt cân rõ là rệt, và lúc đấy thì thú cưng cho đi khám thì cũng rất là may, khi mà đấy thì đã bác sĩ đã kịp thời phát hiện ra là bạn ấy bị ký sinh trùng máu và điều trị. Còn nếu như mà để thú cưng mà đã bị thiếu máu một cách nghiêm trọng rồi và số lượng mầm bệnh cũng quá nhiều, thì việc điều trị có thể nó sẽ không kịp nữa và bạn thú cưng đó có thể nó sẽ chết, vì việc điều trị ký sinh trùng máu thì cũng cần thời gian rất là dài, và nếu như bị thiếu máu nghiêm trọng thì sẽ cần phải có một nguồn máu để có thể truyền máu cho các bạn đấy thì mới có thể duy trì được sự sống. Vậy làm thế nào để biết thú cưng có bị mắc ký sinh trùng máu hay không? Thì để chẩn đoán ký sinh trùng máu thì là một việc rất là khó khăn và không thể thực hiện được tại nhà, tại vì các triệu chứng của ký sinh trùng máu thì thường là không rõ rệt và nó có thể dễ dàng bị nhầm lẫn bởi các bệnh khác. Và để mà chẩn đoán ký sinh trùng máu thì các bạn hãy đưa thú cưng đến khám bác sĩ thú y nếu như thú cưng của các bạn có những hiện tượng ví dụ như là sốt không rõ nguyên nhân này, ủ rũ, bỏ ăn, mệt mỏi, hoặc là sút cân, hoặc là cũng có thể có những cái dấu hiệu như là bị xuất hiện võng mạc, hoặc là có những cái nốt xoắn tuyến ở dưới da chẳng hạn. Thì lúc đấy thì các bạn nếu như đưa đến thú cưng đến bác sĩ thú y thì có thể thú cưng sẽ được làm xét nghiệm máu và thực hiện tiến hành bởi quét test nhanh để kiểm tra ký sinh trùng máu. Và nếu những bạn thú cưng nào mà bị ký sinh trùng máu thì phải phát hiện sớm ấy, thì hoàn toàn có thể điều trị được tại nhà bằng cách cho uống thuốc. Nhưng nếu như những bạn thú cưng mà đã ở giai đoạn nặng và các triệu chứng cũng nghiêm trọng, ví dụ như là bị mất máu nhiều chẳng hạn ấy, thì lúc đấy thì các bạn ấy sẽ cần phải được nằm viện để được sử dụng các loại thuốc trợ sức trợ lực cũng như là bổ sung dinh dưỡng. Và nếu như mất máu quá nhiều thì sẽ cần phải được truyền máu để bổ sung lại cái lượng máu đã mất cũng như là để bổ sung tiểu cầu bị phá hủy bởi ký sinh trùng máu. Vậy có cách nào để bảo vệ thú cưng không bị Aconitis hay không? Để bảo vệ thú cưng không bị mắc Aconitis thì các bạn hãy bảo vệ thú cưng không bị ve tấn công, vì Aconitis là bệnh lây chuyển qua ve mà. Và để mà bảo vệ thú cưng không bị ve giận, bọ chét ấy, thì hiện tại ở trên thị trường đang có rất là nhiều các sản phẩm tốt và giá thành cũng rất là hợp lý. Ví dụ như là viên nhai Necgas và Necgas Spectra này, hay là nhỏ gáy Frontline, hoặc cũng có thể đó là thuốc xịt ve giận bọ chét. Các bạn cũng có thể sẽ sử dụng một số loại vòng đeo cổ trị ve giận bọ chét cũng rất là hiệu quả. Và để mà áp dụng những cái biện pháp đấy thì bạn có thể liên lạc với bác sĩ thú y để có thể được bác sĩ thú y lựa chọn loại sản phẩm mà phù hợp nhất với kinh tế cũng như là phù hợp với các bạn thú cưng nhà mình, cũng như là để được hướng dẫn về cách sử dụng. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Ở video sau, mình sẽ chia sẻ với các bạn về một bệnh ký sinh trùng máu tiếp theo, đó là bệnh Babesia. Và nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và share video. Và nếu như các bạn muốn nhận thêm những thông tin về chăm sóc và điều trị các bệnh ở trên thú cưng, thì hãy subscribe kênh của mình và follow fanpage Facebook của mình nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bạn.